chào các bạn đã quay trở lại với 30Side TV và các bạn đang theo dõi số Cắt Tóc Theo Sao. Hiện nay ở bên Trung Quốc đang có một bộ phim Vườn Sao Băng cực kỳ nổi tiếng, và trong đó có một diễn viên chính là Đạo Minh Tự với kiểu tóc cực kỳ đẹp. Và ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta đó chính là bạn Xuân Hải, một người đã khá là quen thuộc với cái kênh 30Side rồi. Và bạn Xuân Hải, bạn đã sẵn sàng để thử tạo một kiểu tóc mà nhìn như nam thần của Trung Quốc chưa? Mình sẵn sàng rồi. Ok, vậy thì anh em mình Ok, vậy thì chúng ta cùng lên trên và cùng thực hiện kiểu tóc của Đạo Minh Tự cho bạn Xuân Hải nhé. Với kiểu tóc size bát mà bạn mong muốn thì mình sẽ cắt tỉa lại cho bạn một chút cho nó gọn lại. Xung quanh mình cắt gọn lại hơn này. Ok. Tóc em đang hơi xỉn màu, anh nhuộm đi em, sáng thì tí nhé. À ok, cái màu này của bạn nó không được đều. Tí mình sẽ nhuộm lại cho nó đều màu và nó nhìn nó sáng hơn, nó tươi hơn. Vậy là cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thực hiện xong kiểu tóc cho bạn Xuân Hải. Và phải nói là mình rất là ấn tượng với cái kiểu tóc của bạn Xuân Hải ngày hôm nay. Bởi vì trước đây chúng tôi đã làm rất là nhiều clip rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì cái kiểu tóc này của cái ngôi sao từ cái phim Vườn Sao Băng kia rất là hợp với bạn. Và bạn thấy thế nào? Mình rất thích kiểu tóc này. Mình sẽ để kiểu tóc này trong một thời gian khá dài. Cảm ơn thầy Sai. Vâng, cũng cảm ơn bạn Xuân Hải đã đến đây ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.